khi nào được xem mắc hội chứng COVID-19 kéo dài? Hội chứng COVID-19 kéo dài hay hậu COVID-19 là các triệu chứng sức khỏe bất thường không tìm ra nguyên nhân, xảy ra sau 4 đến 12 tuần khỏi bệnh theo định nghĩa của WHO. Thời gian qua, cả nước ghi nhận một số trường hợp mắc di chứng hậu COVID-19 nặng nề như đột quỵ, nhồi máu não, thuyên tắc phổi dẫn đến ngừng tim, phổi tổn thương, xơ hóa phải lệ thuộc máy thở. Giữa tháng 3, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, Hà Nội, nữ bệnh nhân 62 tuổi tử vong do tổn thương phổi nặng. Các bác sĩ cho rằng nhiều người chủ quan với các triệu chứng COVID-19 kéo dài, nặng, nhập viện, trễ, khó điều trị như hai bệnh nhân trên. Theo bác sĩ Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, vài tháng nay phòng khám hậu COVID-19 tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày, một số trường hợp mắc di chứng nhẹ, một số không có triệu chứng nhưng chưa hiểu đúng về hậu COVID-19, quá lo lắng, sợ hãi nên đi khám. Trong khoảng 7.000 bệnh nhân khám tại bệnh viện thời gian qua, chỉ có 10 người cần nhập viện điều trị hậu COVID-19. Họ đa số đều lớn tuổi, có bệnh nền đái tháo đường, tim mạch, ung thư, từng phải thở oxy ở giai đoạn COVID-19 cấp tính, một số ít trẻ tuổi mắc bệnh nhẹ. Theo bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ, phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết các nghiên cứu trên thế giới cho thấy 80% F0 có ít nhất một triệu chứng bất thường trong 4 tuần đầu mắc COVID-19 như mệt mỏi, ho, tức ngực, rụng tóc, mất ngủ, khó tập trung, nhức đầu. Chúng không nguy hiểm đến tính mạng, được cơ thể tự điều chỉnh và chữa lành trong vài tháng. Khả năng phục hồi tốt nhất là trong tháng đầu tiên sau khỏi bệnh. Người mắc di chứng hậu COVID-19 mức độ nặng chiếm tỷ lệ thấp. Bác sĩ Thơ nói các di chứng hậu COVID-19 nghiêm trọng và có thể nguy hiểm tính mạng bao gồm tổn thương phổi, xơ phổi, xẹp phổi, tim mạch như tăng đông máu làm xuất huyết cục máu đông dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi. Tổn thương thận, di chứng tâm thần kinh, mất ngủ, đau đầu, lo âu, trầm cảm. Riêng ở trẻ em có thể xuất hiện hội chứng MIS-C. Những vấn đề sức khỏe xảy ra sau COVID-19 đến nay vẫn được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xem là hiện tượng khoa học chưa thể lý giải. Thông thường người bệnh khỏi COVID-19 sau 2 đến 6 tuần, một số người virus gây triệu chứng kéo dài hàng tuần hoặc vài tháng sau khi đã âm tính. Người nhập viện hoặc bị bệnh nhẹ cũng có thể gặp triệu chứng dài dẳng, một số phát triển biến chứng ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. WHO gọi những vấn đề sức khỏe sau COVID-19 là triệu chứng hậu COVID-19 hoặc hội chứng COVID-19 kéo dài. Từ tháng 2 năm 2021, WHO tổ chức nhiều buổi tham vấn quốc tế với chuyên gia nhằm đi đến khái niệm chung về tình trạng trên cũng như các dạng phụ của nó. Định nghĩa của WHO về COVID-19 kéo dài là tình trạng hậu COVID-19 xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm SARS-CoV-2, thường là 3 tháng kể từ khi bắt đầu mắc COVID-19. Các triệu chứng kéo dài ít nhất 2 tháng không thể giải thích nguyên nhân bằng chẩn đoán. WHO ghi nhận hơn 200 triệu chứng sau COVID-19 đã được báo cáo, trong đó 3 triệu chứng phổ biến nhất gồm mệt mỏi, khó thở, rối loạn chức năng nhận thức. Các triệu chứng ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày có thể khởi phát sau khi hồi phục hoặc kéo dài từ đợt nhiễm bệnh cấp tính, có thể thay đổi và tái phát theo thời gian. Diễn tiến bệnh COVID-19 chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn cấp tính là kể từ khi có triệu chứng test nhanh dương tính, thường dai dẳng khoảng 4 tuần. Từ 4 tuần đến 12 tuần là giai đoạn COVID-19 vẫn tiến triển. Xét nghiệm âm tính nhưng bệnh vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Sau 12 tuần được xem là giai đoạn hậu COVID-19. Như vậy, hội chứng COVID-19 kéo dài bao gồm cả giai đoạn tiến triển và hậu COVID-19. Các chuyên gia khuyên người không có triệu chứng vẫn làm việc sinh hoạt bình thường thì không cần đi khám hậu COVID-19. Nếu các triệu chứng mệt mỏi, ho, đau rát họng, rụng tóc, khó ngủ, thở nặng, đánh trống ngực kéo dài sau 4 tuần không thuyên giảm thì nên đi khám. Trường hợp có một trong các triệu chứng như là khó thở nhiều, ho ra máu, SpO2 tụt dưới 94%, đau ngực trái với các cơn đau tăng dần, đau đầu càng nặng, kèm nôn ói, kèm yếu tay chân, liệt mặt, đau bụng dữ dội, hoặc con trẻ sốt cao không giảm, ly bì, khó đánh thức, cơ thể nổi ban đỏ, cần đến bệnh viện ngay. Tuyệt đối không tự mắc bệnh, mua thuốc không rõ nguồn gốc hay chất lượng về tự chữa hậu COVID-19, bác sĩ Thơ nói. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.